Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón hình chú hổ như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón. Mình có trang trí các cái họa tiết để hình thành nên một chú hổ nè, và cũng có tạo đuôi cho cái phần nón của mình thêm xinh xắn hơn. Đây, một mẫu nón hình chú hổ như thế này ha. Để làm mẫu này thì ở đây mình sử dụng len miêu cốt tông cũng 125g. Sợi len của mình là mác S và chữ đỏ ha. Và độ dày của sợi len là 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc thì mình sử dụng hai loại kim. Kim thứ nhất là kim 4.0mm. Đầu kim này nó sẽ to hơn gấp đôi so với sợi len. Và kim thứ hai là kim 3.5mm ha. Đây, 3.5. Đầu kim này so với sợi len nó sẽ to hơn sợi len 1/2. Tức là hai đầu kim của mình nó sẽ chênh lệch với nhau như thế này ha. Đây, kim 4 và kim 3.5. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len, kim khâu len và nút dùng để làm mắt. Các bạn cũng có thể dùng thêm cho mình một ít gòn nhồi nhé. Để móc phần thân nón thì các bạn sẽ chập đôi cho mình hai sợi lại và mình dùng kim 4.0mm để móc phần thân nón ha. Khi ta chập đôi hai sợi lại thì đầu kim này nó sẽ bằng với kích thước của hai sợi len này ha, bằng với độ dày của hai sợi len. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc chi tiết. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Lúc này dùng cho mình một sợi len khác màu, các bạn sẽ luồn cho mình vào cái vòng tròn đầu tiên này. Để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng và bắt đầu vòng tiếp theo ha. Khi được vòng tròn rồi, các bạn móc cho mình vào vòng tròn mình vừa tạo này 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp vào vòng tròn này, nắm sợi len màu vàng ngắn ở phía dưới gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Thì lúc này mình sẽ móc xoắn ốc, các bạn đưa cho mình sợi len khác màu xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này ha. Thì đưa cho mình sợi len xuống phía dưới. Vòng móc này có 6 mũi móc, tạo ra được 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên và ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Đây, đây là cái điểm mà ta kết thúc vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo ha. Thì 6 chân móc đó các bạn móc tiếp cho mình 5 chân kế tiếp, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn nè. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ 5 móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ 6 móc 2 mũi móc đơn. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng móc này mình sẽ tăng được tổng cộng là 6 mũi móc ha. Khi kết thúc vòng thì các bạn kéo cho mình cái sợi len dài lên phía trên để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo. Ta sẽ đưa lên phía trên nè. Vòng móc thứ hai tạo ra được 12 mũi móc. Ta sẽ có được 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau ha. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình có được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm liên tiếp ha. Chân kế bên một mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai nè. Móc tương tự cho mình cho đến khi mình được 6 cụm ha. Chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ ba. Tiếp tục mũi móc đơn vào chân kế bên. 2 mũi móc đơn vào chân kế tiếp. Được cụm thứ tư.
cụm móc thứ 5 và cụm móc thứ 6, một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì khi móc được đến cuối vòng, mình được tổng cộng là 6 cụm liên tiếp. Vòng móc này mình cũng tăng được 6 mũi móc ha. Để tiếp tục vòng móc tiếp theo, đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu. Ở vòng móc này, dựa cho mình vào vòng móc bên trên. Vòng móc bên trên có một mũi móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc tiếp theo sẽ tăng cho mình mũi móc đơn lẻ này lên một chân. Tức là ta sẽ có hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì chân kế tiếp móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Ta sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục cụm thứ ba, hai mũi cùng chân móc ha, và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng móc thì vòng móc này mình cũng có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha, hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân móc. Thì kết thúc vòng này, tiếp tục đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu đây là kết thúc của vòng này. Tương tự ở vòng móc kế tiếp, các bạn cũng dựa cho mình vào vòng móc ở bên trên nó. Vòng móc bên trên của mình có hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc nè. Thì các bạn tiếp tục tăng cho mình hai mũi mỗi chân lên một mũi, tức là mình sẽ có ba mũi mỗi chân ha. Giống như cái hàng bên dưới một mũi, tiếp tục là hai mũi thì các bạn tiếp tục móc cho mình ba mũi mỗi chân nè. Móc đơn thứ nhất vào chân thứ nhất, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Được ba mũi móc đơn vào ba chân liên tiếp rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được một cụm móc như thế này ha, ba mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng. Sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Và các hàng móc kế tiếp thì cũng tăng dần cái số mũi kép đơn lẻ này lên cho mình. Móc cho mình cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa đạt được vòng đầu của bé là được ha. Thì số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo nè. Ta sẽ dựa vào cái hàng bên dưới để móc hàng bên trên nhé. Tăng số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân, sau đó xen kẽ là hai mũi cùng chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc tăng mũi tương tự ha. Sau khi các bạn đã móc thêm cho mình nhiều hàng móc tăng mũi thì lúc này vòng tròn này nó đã vừa đủ cái độ rộng cho cái vòng đầu rồi ha. Lưu ý là cái chất len của mình khi móc lên nó sẽ có cái độ co giãn nên cái kích thước này nó sẽ là kích thước tương đương thôi nha. Để xác định được kích thước hiện giờ của cái vòng nón này nè, các bạn sẽ xác định cho mình cái số đo vòng đầu mà các bạn cần móc là bao nhiêu ha. Thì khi đã xác định được số đo vòng đầu là bao nhiêu rồi, mình sẽ sử dụng thước dây để mình đo size. Ở đây mình sẽ sử dụng 1cm của thước dây để mình đo. Các bạn sẽ đưa cho mình 1cm này đo vào cái mũi móc. Khi đo vào mũi móc thì 1cm của mình nó sẽ tương đương với 1,5 mũi móc ha. Một mũi móc và nửa mũi móc bên cạnh nè, tức là 1cm nó sẽ bằng 1,5 mũi móc. Thì khi đã có được kích thước 1cm tương đương với 1,5 rồi, các bạn sẽ lấy cho mình cái số mũi móc đó nhân cho số đo vòng đầu thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc của hàng cuối cùng mà mình tăng ha. Đối với size mình hướng dẫn, vòng tròn của nó sẽ là 46cm. Thì khi có được kích thước 1cm tương đương với 1,5 mũi móc thì các bạn sẽ lấy cho mình 1,5 mũi móc này nhân cho 46cm thì ta sẽ ra được 69 mũi móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái vòng cuối cùng sao cho cái vòng này nó đạt được 69 mũi móc là được nha. Và lưu ý cho mình là khi các bạn tăng mũi móc như thế này nè, không nhất thiết là cái mũi cuối cùng các bạn tăng nó phải nằm ở cái sợi len mà mình đánh dấu,
tức là cái sợi len đánh dấu mũi đầu và cuối của hàng móc ha. Các bạn cứ móc làm sao cho mình cái vòng tròn này nó đạt được số mũi móc mà các bạn quy định là được. Và khi đã có được tổng số mũi móc mà các bạn cần có rồi, các hàng móc kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi cho mình mà ta sẽ móc đều ha. Cứ mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi mình móc các cái mũi móc đơn nè, thông thường thì mình móc các cái cụm như thế này, thì đến chân móc kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Nhưng mà mình đã đủ số mũi móc rồi thì các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn và ta sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho mình ha. Và ta cứ móc xoắn ốc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến khi mình đạt được chiều cao của phần thân nón đến phần tai là được. Tức là khi mình gặp cái phần thân nón lại nè, thì chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng, nó đạt được chiều cao từ đỉnh đầu đến cái phần tai của bé là được ha. Hoặc là phần tai của size mà các bạn móc. Sau khi mình đã móc thêm được nhiều hàng móc tương tự đều nhau, tính từ đỉnh nón đến cái phần mình thêm cuối cùng, nó đã bằng được đến phần tai của bé rồi, thì lúc này mình sẽ tiếp tục móc cái phần vành. Và lưu ý cái điểm kết thúc của vòng móc cuối cùng này nó sẽ nằm thẳng với cái đường mà mình đánh dấu điểm cuối cùng đó ha. Ta sẽ được một phần thân nón như thế này. Đối với cái phần vành nón ở bên dưới thì các bạn sẽ móc cho mình như sau ha. Đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu ha. Các bạn sẽ dựa cho mình cái hàng móc mình tăng mũi cuối cùng, tăng đều á, tức là cái vòng này nè. Ở đây mình có một vòng mà tăng đủ 6 mũi. Các bạn sẽ dựa vào cho mình cái vòng mà tăng đủ cuối cùng nha. Thì đây sẽ là cái cụm mà mình tăng đủ cuối cùng nè. Các bạn sẽ đếm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân ha. Thì ở đây mình có nè, cái cụm này là cụm tăng đều cuối cùng nha. Các bạn sẽ đếm cho mình nè. Số mũi móc đơn lẻ không tính 2 mũi cùng chân nha. Thì mình sẽ có tổng cộng là 7 mũi móc đơn lẻ nè. Đây, 7 mũi móc đơn lẻ mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân móc. Thì 7 mũi móc đơn lẻ này các bạn sẽ chia đôi ra cho mình ha. Mình sẽ được 3 và dư 1 mũi. Thì cái mũi dư đó các bạn sẽ không tính cho mình. Ta chỉ lấy cái số tròn 3 mũi thôi nha. Những bạn nào mà chia mà ra đủ, ví dụ như 8 mũi mà chia đôi mình được 4 á, thì các bạn cũng lấy cho mình cái số đủ đó. Còn ở đây mình được 7 mũi, chia cho 2 thì mình sẽ được 3 mũi và dư 1 mũi ha. Ta bỏ cái số dư đó đi, các bạn sẽ lấy cho mình 3 mũi đó và mình bắt đầu móc cái phần vành ở 3 mũi đó nha. Đưa sợi len xuống phía dưới nè. Để ý cho mình ở mỗi mũi móc, ta sẽ có hai đường móc, một đường bên trong và một đường ở bên ngoài. Thì hàng đầu tiên của phần vành các bạn đều móc cho mình luôn vào cái chân ở bên ngoài nha. Tương tự cho cái chân đầu tiên cũng đâm kim cho mình vào chân bên ngoài. Và móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn vào chân bên ngoài. Và chân thứ ba cũng móc một mũi vào chân bên ngoài. Sau khi móc được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp là cái số mà mình vừa chia được ở cái phần trên này nè. Thì tiếp tục chân kế tiếp các bạn sẽ đâm cho mình vào chân bên ngoài luôn và ta sẽ móc vào đó 2 mũi cùng chân móc. Như vậy là mình được một cụm móc như thế này ha. 3 mũi mỗi chân xen kẽ 2 cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì ta sẽ có nè, 3 chân liên tiếp ha, đều đâm kim vào chân bên ngoài. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Ta có được một cụm thứ hai ha, móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi các bạn đã móc cho mình tương tự cái cụm này cho đến hết vòng rồi, nhiều trường hợp cái mũi móc cuối cùng nó sẽ không đủ cho mình móc cái cụm này ha, thì các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn là được.
móc cho mình cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục móc các hàng móc tiếp theo. Từ hàng móc thứ hai trở đi sẽ móc luôn cho mình vào chân móc, chứ mình không móc vào đường bên ngoài nữa nha, móc luôn vào chân móc nè. Đưa sợi len lên phía trên để đánh dấu. Hàng móc thứ hai móc cho mình vào chân đầu tiên cho đến các cái chân còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn, tức là mình sẽ không tăng mũi nữa mà các bạn sẽ móc đều cho mình nha. Ta móc luôn vào chân móc nè, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó mình sẽ thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Tức là mình sẽ thêm nhiều hàng móc không tăng mũi và cứ móc đều cho đến khi cái phần vành của mình nó có được một cái độ rộng nhất định. Khi móc cũng lưu ý đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu điểm kết thúc nha. Ở đây mình đã móc lên được 4 hàng móc đều nhau không tăng mũi nè, và cái phần vành của mình nó đã có được cái độ rộng như thế này rồi. Thì đối với cái mẫu này á, những bạn nào mà móc len một sợi á, các bạn không chập đôi sợi, thì các bạn sẽ móc cho mình hàng đầu tiên là tăng mũi, hai hoặc ba hàng tiếp theo không tăng mũi, hàng tiếp theo nữa sẽ tăng mũi ha, và cái hàng tăng mũi sẽ dựa cho mình vào hàng mình tăng mũi đầu tiên. 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì hàng tiếp theo sẽ là 4 mũi mỗi chân xen ha. Nó tương tự giống như cách tăng ở cái phần đỉnh nè, nhưng mà mình chỉ khác đó là mình sẽ xen vào đó hai hoặc ba hàng móc đều nhau không tăng. Và ta cứ móc tương tự cho đến khi phần vành nó đạt được cái độ rộng mà các bạn mong muốn là được ha. Đối với những bạn nào mà móc một sợi. Còn những bạn nào mà móc hai sợi thì các bạn cứ móc đều xuống cho mình, không cần phải tăng mũi. Kết thúc vòng này, các bạn bỏ qua cho mình chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi dời. Sau đó kéo dài mũi móc và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời, kéo sợi len thừa ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần thân nón như thế này nha. Đây, tháo cho mình cái sợi len mà mình đánh dấu ra. Mẫu này thì các bạn có thể độ như thế này cũng được nè, cái phần vành sụp xuống. Hoặc là ta có thể bẻ cong cái phần vành này lên để cái phần vành của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Các bạn sẽ tiến hành bẻ cong lên nè. Ta sẽ hoàn tất được một form nón như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc họa tiết trang trí. Ở đây mình có móc sẵn cho các bạn xem một cái họa tiết tai như thế này ha, thì mình sẽ hướng dẫn móc cái họa tiết tai còn lại. Tai thì cũng sử dụng cho mình hai sợi len và kim 4.0mm. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo 6 mũi móc đơn liên tiếp ha. Móc đơn thứ nhất. Tiếp tục móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ 6. Có được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn quốc thật mạnh vào, cho vòng tròn nhỏ lại. Và lúc này mình kết mũi, các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi dời. Móc lên một xích. Ta có được vòng tròn đầu tiên với 6 mũi móc đơn, nó sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai móc vào chân đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời ha, móc vào 2 mũi móc đơn nè. Sau đó lần lượt làm tương tự cho mình 5 chân còn lại nữa ha. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng móc này mình sẽ tăng được 6 mũi móc. Kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Ta có được 12 mũi móc, tạo ra 12 chân cho vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Thì chân thứ hai móc 2 mũi cùng chân móc. Nó tương tự giống như cái phần công thức mà mình móc cái phần thân nón ha.
Đây, được một cụm như thế này thì móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và tương tự cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vào móc này mình cũng tăng được 6 mũi móc. Nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này rồi thì kết thúc hàng móc này ha. Móc một mũi dời nè, sau đó móc lên một xích. Khi mình đạt được cái độ rộng 3 vòng móc cho phần tay rồi thì các hàng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi. Các bạn sẽ móc đều cho mình giống như cái phần thân đi xuống ở nón nha. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân kế bên một mũi móc đơn. Kế tiếp một mũi móc đơn và móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cuối vòng, sau đó mình sẽ thêm tổng cộng là 3 vòng móc không tăng mũi nha. Nó sẽ bằng với số vòng móc mà mình tăng mũi bên trên nè. Sau khi các bạn đã móc cho mình được tổng cộng 3 vòng móc không tăng mũi bằng với 3 hàng móc mình tăng mũi bên trên thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi. Hàng giảm mũi dựa cho mình vào hàng móc mình tăng mũi cuối cùng bên trên. Ta có một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ lấy cho mình một móc đơn lẻ nè. Ta sẽ móc một móc đơn lẻ này cho chân móc đầu tiên ở vòng móc này. Được một mũi móc đơn lẻ rồi, hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha. Và để ý, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở bên ngoài nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc ở bên ngoài của cái chân đầu tiên. Tức là chân móc thứ hai á, đâm kim, sau đó tiếp tục đưa kim ra phía ngoài và đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế tiếp. Được 3 mũi trên kim rồi nè, kéo cho mình len qua hai chân trên kim, sau đó tiếp tục kéo qua hai chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới chụm lại thành một mũi bên trên, ta có được một cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có chân kế bên, ta móc luôn vào chân móc nè, một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, hai chân kế bên chụm lại ha, đâm kim vào chân đầu tiên và đâm vào đường móc bên ngoài nha. Sau đó đưa kim ra phía ngoài và đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len qua hai chân trên kim, sau đó tiếp tục kéo lần thứ hai. Ta được cụm thứ hai ha, móc tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được 6 cụm liên tiếp. Ở cụm móc thứ 6 ta sẽ còn lại 3 chân móc cuối cùng ha, thì cũng làm tương tự nè. Hai chân cuối cùng chụm lại thành một chân. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong cái phần thân nón nha. Mình sẽ hoàn tất được một cái phần tay có độ lõm như thế này. Thì sau khi đã hoàn tất được phần tay, các bạn sẽ móc cho mình một cái vòng tròn ở bên trong. Đối với vòng tròn nhỏ này nè, các bạn sẽ sử dụng cho mình len một sợi và mình sử dụng kim 3.5mm để mình móc. Đầu kim này so với sợi len, móc một sợi ha, thì nó sẽ to hơn sợi len 1/2. Để cho cái họa tiết của mình nó không có bị quá to. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình hai vòng móc giống như cái phần tay. Vòng đầu tiên 6 mũi móc đơn và vòng thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc, tạo ra được 12 mũi ha. Dấu sợi len thừa thì mình sẽ có được một cái lòng tay như thế này.
Các bạn sẽ dùng keo nến hoặc là kim khâu mình khâu cái phần tai này vào trong nhé. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được hai tai. Các bạn tiếp tục móc thêm cho mình các cái đường gân cho hổ nè. Thì ở đây mình có tạo ra những cái đường gân. Các bạn cũng dùng cho mình kim 3.5mm và sử dụng len một sợi để móc. Ta tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ đây móc lên cho mình 24 mũi móc xích ha. Hoặc là tùy vào chiều dài của cái đường gân này, các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích đầu tiên tương đương gần bằng 1/4 so với vòng đầu là được. Thì đối với cái size này mình sẽ móc lên 24 mũi móc xích ha. Sau khi có được 24 mũi móc xích rồi, từ đây móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân 24, móc một mũi nửa kép. Thì đối với cái đường gân này các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi nửa kép để mình móc nha. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Khi ta móc đến những cái chân móc gần cuối cùng rồi thì các bạn sẽ móc cho mình giấu luôn cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè. Đây, ta sẽ đưa cái sợi len thừa này móc luôn vào trong mũi móc ha, để khi mình cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Khi đã móc được đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân mình móc cuối cùng đó một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau ha, thì mình sẽ có được một cái sợi gân như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình thêm 3 sợi nữa và mình sẽ có 2 sợi dài và 2 sợi ngắn ha. Thì 2 sợi dài mình sẽ dùng để trang trí bên dưới, còn 2 sợi ngắn dùng để trang trí bên trên. Tiếp tục mình sẽ móc phần đuôi ha. Phần đuôi thì sử dụng cho mình 2 sợi chập và kim 4mm, tạo một vòng tròn. Kéo len qua vòng tròn. Móc lên một xích. Móc cho mình vào vòng tròn vừa tạo này 7 mũi móc đơn. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Và mũi móc đơn thứ 7. Sau khi đã có được 7 mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn cuốn thật mạnh cho vòng tròn nhỏ lại thì mình sẽ có được 7 mũi ha. Thì đối với phần đuôi các bạn sẽ móc xoắn ốc cho mình. Từ hàng móc thứ 2 mình sẽ không tăng mũi, tức là ở mỗi vòng thì có 7 mũi móc đơn thôi nha. Ta sẽ móc vào chân đầu tiên này một mũi móc đơn nè. Thì phần đuôi của mình móc xoắn ốc, móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Như vậy là mỗi vòng móc của mình nó sẽ nằm trong cái độ rộng là 7 mũi móc đơn ha. Các bạn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Đối với phần đuôi thì không cần phải đánh dấu đâu là điểm kết thúc của mỗi vòng nữa, mà các bạn cứ móc xoắn ốc đều cho mình. Nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này. Móc tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái phần đuôi của mình nó đạt được một cái chiều dài nhất định. Và khi ta chập hai sợi lại để móc cái phần đuôi, nó sẽ giúp cho phần đuôi của mình nó có cái độ cứng kép hơn ha. Móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được cái độ dài ha. Sau khi đã móc thêm được nhiều vòng móc thì lúc này cái phần đuôi của mình nó đã có được một cái độ dài như thế này rồi. Thì kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân kế tiếp, móc vào đó một mũi dời. Tức là một chân bất kỳ ha, không phải là cái chân đầu tiên cũng không phải là chân cuối cùng. Móc lên một xích, kéo và cắt cho mình một đoạn len dài. Thì cái hai sợi này khi mình móc cái phần đuôi nó sẽ giúp cho phần đuôi của mình nó có độ cứng kép. Những bạn nào mà muốn điều chỉnh cho cái phần đuôi nó tạo được cái hình dáng cong lên nè, hoặc là cong xuống, thì các bạn có thể dồn cho mình một ít gòn vào trong thân đuôi. Thì ở đây mình có nhồi thêm phần gòn từ đầu cho đến hết cái phần đuôi ha, cho cái phần đuôi của mình nó được cứng kép hơn để mình dễ tạo dáng nè.
Sau đó các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình các cái họa tiết này vào trong thân của nón. Còn đối với phần mặt, mình sẽ tiếp tục móc thêm hai cái họa tiết bờm để trang trí cho phần mặt. Thì cái họa tiết bờm này ta cũng sử dụng len một sợi và kim 3.5mm để móc. Các bạn cũng móc cho mình theo công thức tương tự như phần thân nón ha. Vòng đầu tiên 6 mũi, kết thúc vòng móc đâm kim mũi dời, vòng thứ hai mỗi chân 2 mũi móc đơn. Vòng thứ ba 1 mũi xen 2 mũi cùng chân. Vòng thứ tư 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Và lưu ý kết thúc mỗi vòng thì mình sẽ móc mũi dời vào chân đầu tiên của vòng đó. Móc cho đến khi cái vòng tròn này nó có đủ cái độ rộng để mình có thể trang trí tương đương lên thân nón. Ta sẽ có được hai họa tiết bờm nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần mũi. Phần mũi ta cũng dùng len một sợi và kim 3.5mm. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút, sau đó móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Khi có được 4 mũi móc xích rồi, móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi kép đơn. Mình sẽ sử dụng mũi kép đơn cho phần mũi nha. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Đối với cái chân móc cuối cùng, khác với các chân móc nằm chính giữa thì chân móc cuối cùng này móc cho mình 6 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu. Được 6 mũi rồi thì di chuyển kim đến các chân còn lại, mỗi chân làm một mũi kép đơn và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Ta sẽ có được hai mũi kép đơn vào hai chân nằm chính giữa. Đối với chân móc cuối cùng, ta đã móc lên một mũi kép đơn ở đầu tiên rồi thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào đó 5 mũi kép đơn vào chân cuối cùng này ha. Ta sẽ có là kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu. Tức là cái chân móc cuối cùng này mình cũng có được tổng cộng là 6 mũi móc tính luôn cái chân móc đầu tiên. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đó một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau thì mình sẽ có được một cái phần mũi tương đương với hai cái phần bờm. Ta sẽ sử dụng keo nến hoặc là kim khâu để khâu hoàn tất lên thân nón nha. Sau khi các bạn đã khâu cho mình được cố định các cái họa tiết bờm cũng như là khâu tai và đuôi cho cái phần thân của nón và đính cho mình cố định các cái đường gân ở hai bên, tiếp tục sử dụng cho mình kim khâu và mình khâu thêm vài đường gân cho phần đuôi để cho phần đuôi có điểm nhấn hơn ha, cũng như là phần đầu cũng có các cái đường gân như thế này. Đính thêm hai mắt cho hổ thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu nón hình chú hổ để diện Tết như thế này rồi ha. Chúc các bạn thành công!